lớn lành thay. Cầm mic nghe rõ không? Đâu? Dạ. Con thành kính Phật giáo pháp và đồng kinh lãnh lễ tòa chư tôn đức lễ quý bà quý cô nữ. Kính chào tất cả quý thị nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể câu pháp cú số 201. Thế văn về rằng ba sa quá tí đức khăn xê tí ba ra chí tô ô ba sàn tô xuất khăn xê tí hít tòa cháy giáp ba ra chá. Dạ văn quê răng ba xa quá tí đục khăn xê tí ba ra chi tô u ba san tô su khăn xê tí hi to cha ya ba ra cha yang cha yang bu rang ba sa qua ti đục khăn xê ti đục khăn xê ti ba ra chi tô u ba san tô su khăn xê ti hi to cha ya ba ra cha yang chiến thắng xin hận thù, chiến thắng xin thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Bộ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tay thắng bại trên đời, rộng không vắng lặng ai ngoài ký nhân. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Bây giờ tự nhiên đã kể xong rồi. Giờ kính chị Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 201. Chá văn quê răng bá xá quá tí đúc khăn xê tí bá ra chí tô ú bá san tô xú khăn xê tí hí tòa chá giá bá ra chá văn. Chá văn quê răng bá xá quá tí đúc khăn xê tí bá ra chí tô ú bá san tô xú khăn xê tí hí toa chá giá bá ra chá dần. Chá dần quê răng phá xá quá tí đúc khăn xê tí bá ra chí tô ú bá san tô xú khăn xê tí hí toa chá giá bá ra chá dần. Chiến thắng sinh tù quán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tay thắng bại trên đời,
rỗng không quán lặng ai ngoài trí nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sếp Nhật Quỳnh. Dạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn, cảm vân. Biết sao mà Nhật Bình cười không cảm vân? Hãy mà buông thả tâm hương ra, tâm hương giật mít nè. Dạ, cảm ơn Xích Răng Đông của tụi nữ tệ duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu, nên Nhật Bình đành phải cho tâm hương ăn chè. Dạ, mà giờ hãy thả ra là giật mít nè. Thả ra giật mít nè, không biết tâm hương có trước máy không? Nếu mà tâm hương có trước máy có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Để Nhật Quỳnh thả Tâm Phương ra, chứ không thì Nhật Quỳnh cứ cho Tâm Phương ăn chè hoài. Còn một chút mà thỉnh Đại Đức Minh Mẫn lên thì dạ đúng rồi, có hả, có làm ơn chạy ra đi. Bây giờ cái hãy mà Nhật Quỳnh buông buông Tâm Phương ra, Tâm Phương giật mít đó. Dạ vậy Tâm Phương chạy ra đi nha. Dạ cảm ơn Đức Hạnh Đông. Nhật Quỳnh không có ổn nhưng mà không sao, chưa chết còn cầm bích được. Dạ chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài đi nha. Nhật Quỳnh thả nè. Dạ Nam Mô Bích Hai giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tệ duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp cú 201 một lần. Dạ Nam Mô Bích Hai giá. Cha dặn về rằng Bà sát quá tí đúc khăn xê tí bà ra chi tơ ơ bà sành tơ xuất khăn xê tí hết tò. Cha bà ra cha dặn chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau sống tịch tình an lạc, quả sao mọi thắng bại. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Huynh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Cẩm Vân, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Trần Đông và Xích Tâm Phương đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, kỳ này chắc Nhật Quỳnh bị corona đó. Dạ, Cẩm Vân ơi. Dạ, dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Luật Kinh số 201. Dạ, ra rồi, không có giật mít nữa rồi. Dạ, Tâm Phương, dạ, cảm ơn Đăng Đông. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung tịnh Pháp Sư Văn Tắc tại lỗ hết phút rồi. Mất thời giờ của Đạo Tràng rồi. Dạ, kính mời Đạo Tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sang Kha giá. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng nhân trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, rỡ hoa lành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45, hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân hộ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mới cầu được
Trì đi vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Giác. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 202. Dạ sa thú Nhược Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quát. Dạ con kính dâng mít trên sư ạ. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Xin hỏi quý vị nghe có rõ không? Alo, 1, 2, 3. À, dạ, nghe hơi nhỏ. Dạ rồi, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 202. Chúng ta đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Natthi raga sammo akhi. Natthi raga sammo akhi. Đoạn thứ 2. Natthi do sammo kali. Natthi do sammo kali. Đoạn thứ 3. Nát thị khàn thất sắc mà đúc khà. Nát thị khàn thất sắc mà đúc khà. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Nát thị sàn thị bà răng su khàn. Nát thị sàn thị bà răng su khàn. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên nát thị. Đây là một cái động từ, có nghĩa là không có. Từ thứ hai, raga sammo, đây là một hợp từ chúng ta tách ra raga cộng với là samma. Raga là tham dục. Sammo là sánh bằng, samma là bằng, sánh bằng. Ác ghi là lửa. Đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chúng ta lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, đây cũng là một hợp từ. Chúng ta tách ra đô sa cộng với là samma. Sân hận. Samma chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, bằng sánh bằng. Từ sau cùng kali. Kali có nghĩa là lỗi hay là tội ác. Lý là đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, khan thác sát ma, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra khan thác cộng với là sát ma. Khan thác dịch là quẩn, là khối, là nhóm.
Từ cuối cùng Dukkha, Dukkha đây là một từ quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Khổ hay là sự khổ? Rồi, chúng ta bước sang đoạn thứ ba, xin lỗi, đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, Santiparang. Đây cũng là một cái hợp từ chúng ta tách ra, Santi cộng với là para. Para đó nó có nghĩa là khác. À, nhưng mà trong trường hợp này đó mình dịch là hơn, trội hơn. Santi, Santi Kichu là tên của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự. Santi mình dịch đó là tịnh lạc hay là an tịnh. Santiparang dịch là Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch đó là tĩnh lạc. Từ cuối cùng xuất khăn. Đây cũng là một từ quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Xuất khăn mình dịch ra là an lạc hay là hạnh phúc. Bốn đoạn của câu kệ Pháp Cú số 202 này là bốn câu. Mỗi một đoạn một câu. Bởi vì đoạn nào chúng ta thấy cũng có động từ cả. Thành ra bốn đoạn này tức là bốn câu. Bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Nắp thí là không có, ác khí, lửa. Không có loại lửa. Ra samu, samu là sánh ngang bằng ra gá, là tham nhiễm hoặc là tham dục. Không có lửa nào sánh bằng lửa tham dục. Đoạn thứ hai, nắp thí không có cá lý, tội lỗi hay là tội ác nào. Sa mô sánh ngang bằng hay là sánh bằng đô sát sanh hạnh. Đoạn thứ ba, nắp thí không có dukkha loại khổ nào. Khanh thất sama sánh bằng quẩn. Không có khổ nào sánh bằng quẩn. Đoạn thứ tư, nắp thí không có xuất khăn sự an lạc hay là hạnh phúc nào. Santiparang trội hơn tịnh lạc. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 202. Kính riêng Sita mình đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 202. Nam mô Bích Thai giá và đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cầm mic ạ. Dạ cảm ơn Quang Nguyệt. Con kính nhân mic đến sư ạ.
Bây giờ tôn bà quốc tự tam học theo quan phật và ủa sao chúng ta thấy mình vẫn đang cầm mic ngon lành luôn mà sao sít Nhật Quỳnh vẫn lên cầm mic được kìa, hay thiệt chứ ha. Rồi giờ chứng tỏ là nét chúng tôi yếu hơn nét sít Nhật Quỳnh rồi. Chúng tôi bị rớt mic hả? Nhưng mà sao trong cái bao thoát của chúng tôi đã thấy mình vẫn đang cầm mic và cái tín hiệu của âm thanh nó phát ra nó vẫn có. Dạ rồi thôi được rồi. Bây giờ quý vị nghe thì sẽ xin được tiếp tục ạ. Dạ. Dạ lúc này nét tôi thôi lắm ha. Dạ. Chắc do cô đó. Corona cái thành ra đó là nó cũng ảnh hưởng lung tung thứ ở trong đời sống của mình. Dạ rồi bây giờ chúng tôi xin được đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt rồi chúng ta cùng nhau học. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, xin thành tâm cúng dường đến chư tôn đức, chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Tại râm pháp quốc kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 202. Câu kệ này nằm trong phẩm Xuất Khẩu Quát Cá, phẩm An Lạc, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến một nàng thiếu nữ con nhà gia giáo. Tức có nghĩa là cô này cổ có tín tâm đối với Tam Bảo. Tương truyền rằng cha mẹ của cô thiếu nữ này đã nhận lễ cầu hôn của bên nhà trai. Và cha mẹ của cô này đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng vào cái ngày gả con lấy chồng đó, đến nhà để trai tăng cúng dường. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài nhận lời, cho nên ngài cùng với tăng chúng tùy tùng ngự đến nhà của cô thiếu nữ này và an tọa vào chỗ đã được soạn sẵn. Lúc đó, cô dâu vì có tín tâm nơi Tam Bảo, thành ra đó là cô này rất là hoan hỷ trong cái việc tạo phước, cho nên cô mới lăng xăng đi lui tới lo phục dịch chư tăng và Đức Thế Tôn. Còn chú rể đó, thì vì do cái tâm ái tham quyến luyến Dạ, con thỉnh sư cầm bích trở lại bạch sư. Nam mô Bích Hà. Dạ. Cho nên đứng ngắm, cho nên là chúng tôi thấy là mình vẫn cầm mic. Chết rồi, cái này hiện tượng này là sao?
vẫn thấy mình cầm mic rồi không có cái tín hiệu ở trong cái micro đó, nó vẫn phát ra, có nghĩa đó là âm thanh chúng tôi nói đó nó vẫn có thu vô ở trong máy. Chết rồi. Cũng không hiểu ra làm sao luôn. Nó trục trặc vậy rồi có ảnh hưởng đến cái việc học của quý vị lắm không? Thì thôi, xem như đây là cái quả khổ của chúng ta đó, xin thưa quý vị. Cái việc trục trặc này đó mình hiểu đó ha, đó là một cái quả khổ. Nhưng mà cái quả khổ này đó thì mình không có truy ra được cái nguyên nhân. Quả khổ này không do chúng tôi. Quả khổ này không do quý vị. Rồi nếu mà mình nói nữa đó ha, mình nói là có thể là do bèo thoát. Nhưng mà kỳ thật ra đó là mình cũng chưa chắc. Alo, 1, 2, 3 giờ quý vị nghe lại chưa? Chúng tôi mới thấy là nét mình bị rớt đó. Rớt cái bắt đầu nó connecting lại. Bây giờ nghe lại. Rồi sao Thú làm thôi. Thì chúng tôi xin được nói lại là cái nhân này đó không phải do chúng tôi, không phải do quý vị, không phải do Bell Talk nữa. Mà nói theo giống như một cái vị Sa Di hậu cận, một bậc trưởng lão đó, mà bậc trưởng lão đã vô tình lấy cái cán quạt đâm lũng mắt đó. Cái vị Sa Di đó mới trả lời là bạch ngài, cái này lỗi không phải do ngài, mà lỗi không phải do con, mà đây là lỗi do ngài với cùng luân hồi, đó là lỗi của luân hồi. Thì mỗi một khi đó mà có một cái sự trục trặc nó diễn ra cho mình vậy, mình biết đây là cái quả khổ. Nếu mình có khả năng truy ra được cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng đó thì là càng tốt. Còn không thì đây chính là cái khổ của luân hồi, bởi vì mình còn luân hồi, mình còn cái thân ngũ quẩn này nè, cho nên tất yếu đó là mình phải còn bị những cái quả khổ. Thì cái quả khổ này chỗ ở rất là nhiều khía cạnh. Cái việc mà nét chụp chân này nè, chập chờn này nè, khiến cho chúng ta khó chịu, thì đây là một loại khổ, và cái loại khổ này nó trổ ở cái khía cạnh này. Rồi chúng ta xin được tiếp tục cái duyên sự. Thì cái chàng trai này mãi miết ngắm nhìn cô dâu bằng cái tâm ái luyến, và cứ như thế chàng trai này đã để cho cái tâm tham dục đó đó nó ngự trị, nó khống trị chàng ta, mà chàng ta không có ngó ngàng để ý gì đến ngay trước mặt chàng ta đó có Phật, có thánh chúng. Và chàng này đã trở thành nô lệ cho tham dục, khiến cho tham dục đó, đó nó điều xử, nó sai khiến chàng ta một cách mãnh liệt. Thành ra đó là chàng ta mới định đưa tay ra để ôm eo cô dâu trước mặt Đức Thế Tôn cùng với Thánh Chúng. Này đã bị tham
Dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại, chắc sư không có nhìn màn hình rồi. Dạ sư cầm bích trở lại. Dạ hôm nay cái nét của sư yếu lắm. Dạ sư giảng sư coi dùm thấy ra rớt bích thì sư cầm lại bạch sư. Nay tay sư yếu quá sư cầm bích không vững. Dạ kính nhận bích đến sư ạ. À. Tham dục nó khống chế nãy dùng được của ý định qua thực hiện. Dạ rồi không à, nghe rồi xếp Nhật Bình nghe. Dạ chúng tôi có theo dõi màn hình có thấy Huynh Quathana đánh lên những cái con số không không là chúng tôi biết mình đã bị rớt nít. Xong cái dòng chữ của xếp Nhật Bình chat lên đó là giờ con thỉnh sư cầm mic lại, mà ngay khi đó chúng tôi thấy mình vẫn đang cầm mic. Dạ, cái tín hiệu của mic nó rồi, rồi cũng hiểu ra làm sao luôn rồi, giờ làm sao nghe mà cứ chập chờn vậy đó quý vị cũng khó nắm bắt được hết các ý chứ ha. Nghe mà chúng ta nghe được tiếng không thì lý thuyết mà chúng ta nắm không rõ vậy thực hành cũng khó khăn rồi. Bây giờ theo quý vị chúng ta phải làm sao? Tiếp tục hay là thỉnh một vị khác? Alo, xin được nghe ý kiến của toàn thể bà con chúng ta ở trong room ạ. Dạ cũng không sao đâu. Chúng tôi giảng ráng bây giờ này hay là ráng cố gắng nhìn vô màn hình để theo dõi quý vị báo các cái tín hiệu. Dạ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Người phương Nam nói đó là ra rồi vô lại hả? Rồi chúng tôi thử một cái ha, để coi coi lần sau vô lại nó có tốt hơn lần này không. Dạ, alo 1 2 3, alo 1 2 3, xin hỏi quý vị có nghe không? Ồ có xin Sương Mai đang gọi nhưng mà thành ra thôi xin sám hối xin ha. Đang giảng cái đó. Dạ. Dạ rồi xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi? Nếu mà chúng ta nghe, nếu mà quý vị nghe rõ thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Dạ alo. Dạ rõ rồi, chúng ta tiếp tục ha. Đó là tóm tắt lại câu chuyện đó, là cái anh chàng thanh niên này ảnh quyến luyến cái cô nàng quá, cho nên đó là ảnh mới bày tỏ cái sự quyến luyến đó bằng cách đó là định ôm cô dâu. Nhưng mà trước mặt Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thấy vậy nó không có hợp lẽ lắm, thành ra đó ngài mới dùng thần thông che cái cô kia. Thì ngay khi cô kia nghe đi đó thì tâm dục, tham dục của anh chàng này đó hụt hẫng đi, cho nên đó là nó trùng xuống. Thì khi mà trùng xuống đó thì lập tức anh ta sẽ đổi đối tượng. Lúc bấy giờ anh ta nhìn vào Đức Phật cùng với Thánh chúng. Nhìn vào Đức Phật cùng với Thánh chúng. Thì anh ta đang nhìn mình.
Lúc đó cửa nam có khổ để hậu ác rằng nào chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Rồi học ở trong Rung Pháp Cú Kinh này, chúng ta lại có một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức nữa. Cho nên đó là qua ba bản dịch này, đây là ba phần tham khảo để bà con chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Xin thưa quý vị, câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài so sánh để cho chúng ta thấy được cái loại nào đó là mạnh nhất. Ngài mới đưa ra bốn loại so sánh. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ bốn loại so sánh này có liên hệ với nhau không? Có liên hệ với nhau không? Và nếu như mà ít đi đó thì có đủ không? Và nhiều hơn một tí đó thì có hoàn hảo hơn không? Xin thưa quý vị đó, ở trong câu kệ này nếu mà phải giảm bớt một loại so sánh thì câu kệ sẽ thiếu. Nếu mà có nhiều hơn một loại so sánh thì ý nghĩa của câu kệ sẽ dư ra. Tại sao chúng tôi lại nói vậy ạ? Bà con chư Phật tử chúng ta có công nhận rằng mình hay là chúng sinh, mình nói riêng và chúng sinh nói chung ở trong cuộc đời này đó, còn có mặt, còn xuất hiện, còn tồn tại, còn hiện hữu được ở trên cuộc đời này là do tham, phải không xin thưa quý vị? Tham là mẹ đẻ, tham là người xây nhà. Thành ra còn có mẹ đẻ thì còn có con, còn có người xây nhà thì ngôi nhà mới được hình thành. Nếu không có tham thì chúng sinh không có hiện hữu tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng mà tham là mặt phải và mặt trái. Tham đi đâu thì sân sẽ đi đó, sân đi đâu thì tham sẽ đi đó. Từ chỗ có tham có sân mới hình thành nên quẩn. Và mới hình thành nên quẩn, quẩn mới liên, mới được tiếp nối liên tục, quẩn mới được hình thành. Và khi quẩn hình thành, khi quẩn tiếp nối liên tục, tức có nghĩa đó là có cái sự tồn tại, có cái sự hiện hữu. Thì có sự tồn tại, có sự hiện hữu đó tất yếu có khổ, tối thiểu cũng phải có bốn loại khổ là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Và vì có sanh, có già, có bệnh, có chết, đó gọi là khổ. Thành ra nếu mà không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết đó thì không có khổ. Mà muốn không sanh, không già, không bệnh, không chết thì tức có nghĩa là gì? Mình phải không còn mẹ sanh ra. Mình phải không còn người tạo xây nhà, tạo nhà xây nhà. Thì lúc đó ngôi nhà mới không còn được. Thì qua cái cách giải thích của chúng tôi, bà con chư Phật tử chúng ta thấy cái câu kệ này đó, bốn câu vậy đó là vừa đủ, không dư, không thiếu. Và bốn câu này đi theo một cái chuỗi trình tự trước sau vậy. Như vậy đó thì từ cái câu kệ này ha, nếu mà chúng ta có phải bị rớt nét thêm một lần nữa đó thì chúng tôi nói kiểu này bà con ta cũng được cái ý nghĩa của câu kệ này. Sân tất yếu dẫn đến quẩn, dẫn được tiếp nối liên tục. Mà khi các quẩn được hình thành, các quẩn tiếp nối liên tục thì tất yếu dẫn đến là có sanh, có già, có bệnh, có chết, có cầu không được, cầu bất đắc, có thương phải xa, có ghét phải gần, có cầu bất đắc. Đó là những cái loại khổ. Thì không có những cái loại khổ đó giống như chúng ta
giờ đang sinh hoạt ở trong bởi đuôi gián này, thì đây cũng là một cái hình thức một kiểu khổ. Để không bị những cái kiểu khổ này thì chúng ta sẽ không có cái gì, xin thưa quý vị, không có cái con mắt để chúng ta không có phải nhìn vô cái màn hình, lúc đó chúng ta sẽ không có thấy là nét nó rớt do người này nghi kêu báo cáo. Chúng ta không có cái lỗ tai thì chúng ta sẽ không có bị nghe hoặc là được nghe các loại âm thanh này. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có bị hụt hẫng khi ai đó họ nói cho mình biết là nét rớt, vân vân và vân vân. Để không có con mắt, không có lỗ tai, không có lỗ mũi, không có cái lưỡi, không có cái thân, không có cái tâm này, thì xin thưa quý vị, buộc lòng chúng ta phải tu hành, tu tập, huấn luyện, chỉnh sửa, điều phục, làm chủ cái tâm của mình như thế nào đó. Để khi cái tâm thức của mình sanh lên, không còn tham, không còn sân, thì ngay khi đó đổ về sau, các quẩn không còn được tạo ra nữa, tức là không còn được hình thành ở tương lai, hay không còn được tiếp nối liên tục ở tương lai nữa, thì lúc đó đó mới là an lạc thực sự. Có một cái câu chuyện của các bậc thánh tăng, người ta chuyện trò với nhau đó, đó là có một vị thánh tăng sau khi nhập thiền viện xong mới cảm nhận được cái sự an lạc của thọ không sanh khởi lên. Thì khi đó đó, vị đó mới nói với bạn đồng phạm hạnh rằng an lạc thay khi thọ quẩn đó không có sanh khởi. Thì lúc đó đó cũng một vị thánh tăng khác, bạn đồng phạm hạnh mới nói chính vì không có thọ thì đó mới thực sự ra là an lạc. Đó mới thực sự là an lạc. Có nghĩa rằng là chính vì ngũ quẩn không còn được tiếp nối nữa thì đó mới thực sự là an lạc. Thì vị này nói vậy có nghĩa đó là vô dư y niết bàn đó là tịnh lạc thật sự. Do tịnh lạc thật sự. Thì để đạt được đến cái trình độ này thì bây giờ đó chúng ta phải hiểu còn có ngũ quẩn là còn do có tham, có sân. Thì bây giờ đó chúng ta phải biết đó là tham là gì, nó có bại, nó tác động, nó làm hại mình như thế nào. Sân là gì, nó tạo ra hay là làm ra cái việc gì khiến cho mình phải bị như thế nào. Thì từ cái chỗ đó, cái bản thân của mình mới cam tâm tình nguyện từ bỏ nó đi. Thì khi mà mình từ bỏ được nó thì tất yếu dẫn đến mình sẽ không còn bị những cái nghịch cảnh, những cái chướng duyên, những cái bất trắc, những cái khổ đau vân vân ở trong cuộc đời. Vậy thì ở đây đó, tham dục là gì, xin thú vị, ra cá là tham dục hay là tham nhiễm, có nghĩa đó là mình đã có một cái sự thích thú, đã có một cái sự dính mắc đối với đối tượng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Như là mình ăn mà mình đã có cái cảm giác ngon, lần sau muốn đó, mình đã thích, muốn lần sau để được tiếp tục thấy, nghe mình đã sao được tiếp tục nghe nữa. Mắt theo kiểu đó, đó thì được gọi là ra cả. Ở đây Đức Thế Tôn ngày dạy là không có lực gia thú đắm nhiễm dính mắc kiểu đó đó
thì thử hỏi bà con có trong lòng sư tử diện đó là có, và đó nhưng mà lửa tinh thần đó là lửa nằm trong lòng của mình, à, lửa nằm trong lòng của mình đó, thì lửa ở đây đó, lửa nằm trong lòng này ở trong cái bài kinh gọi là kinh giải về lửa, kinh giải về lửa được ghi chép lại ở trong cuốn kinh tụng của ngài Hộ Tông đó. À, thì trong cái bài kinh đó nó chỉ ra rất là nhiều loại lửa, xin thú quý vị. Lửa nó phát sanh lên từ con mắt, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ cái lưỡi, từ cái thân, từ cái ý của mình, à, là sáu căn. Rồi do có sáu căn sơn để phát sinh lên lửa, do có sáu căn sáu cảnh cho nên sáu thức, thì sáu thức đó cũng là nguồn cơn để phát sinh lên lửa. Và vì có sáu căn tức yếu nó có đụng chạm xúc chạm với sáu cảnh, thì đụng chạm xúc chạm đó cũng là nguồn cơn làm phát sinh lên lửa. Và ở trong cái bài kinh nói gọn lại là Như Lai gọi, à, nóng do lửa tình, do lửa sân, do lửa si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết, nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong thân. Đó là nói gọn lại những ngọn lửa vậy. Như vậy thì từ đây đó mình có thể nói gọn là có nè, lửa sanh, lửa già, lửa bệnh, lửa chết là bốn ha, lửa tham, lửa sân, lửa si là sáu, à xin lỗi là bảy. Và bảy ngọn lửa vậy, đó là lửa bên trong hay là lửa tinh thần, lửa bên ngoài, lửa vật chất đó chúng ta đã hiểu rồi. Vậy thì ở đây Đức Thế Tôn người nói trong tất cả các loại lửa đó đó, không có lửa nào mà nó nóng bằng lửa tham dục. Và nó nóng bằng lửa tham dục. À, thì ở đây đó chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu tại sao đó Đức Thế Tôn ngài nói vậy. Xin hỏi quý vị ha, nếu mà lửa vật chất đó, thì trong tất cả các loại lửa mà chúng ta có thể biết được nè, là lửa củi nè, lửa điện nè, lửa ga nè, lửa nguyên tử nè, lửa địa ngục, thì loại lửa nào nóng hơn, xin thú chị? Lửa lò nguyên tử cũng không có nóng bằng lửa địa ngục. Do lửa địa ngục là nóng nhất. Do nóng nhất. À, nhưng mà từ trong vô thủy cho tới giờ nè, mình là xin thú chị, mình là nói riêng con người của mình, có từng xuống địa ngục chưa? À, nếu mà theo kinh nói đó, thì trong vô thủy luân hồi cho đến bây giờ, trong 31 cõi theo vũ trụ quan Phật học đó, chỉ có 5 cõi là mình chưa từng đi đến đó thôi, đó là 5 cõi thắng. Còn 26 cõi còn lại đó là mình đã từng rồi, và chẳng những từng mà từng rất là nhiều lần rồi. Như vậy có nghĩa rằng là địa ngục A Tỳ mình cũng đã bị xuống đó rồi. Nhưng tại làm sao mình xuống đó là vì do mình còn có tham. Tham là mẹ sanh, mà mình còn có mẹ sanh cho nên mình cứ bị đẻ ra hoài, thì do đẻ ra hoài vậy thành ra đó là mình phải đi chỗ này chỗ kia, đi khắp các nơi trong 26 cõi đó. À, do đó đó là gì? À, lửa củi nè mình cũng đã từng bị thiêu. À, lửa điện nè mình cũng đã từng bị thiêu. Lửa ga mình cũng đã từng bị thiêu, bị đốt. Lửa nguyên tử đó mình cũng đã từng bị thiêu, bị đốt. Và lửa địa ngục mình cũng đã từng bị thiêu, bị đốt. Đó là lửa vật chất. À, còn lửa tinh thần đó là mình bị thiêu, bị đốt bởi sự sanh đó không biết bao nhiêu lần, bởi sự già không biết bao nhiêu lần, bởi sanh già bệnh chết không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần.
Rồi cái lửa tham này nè ha, thì ở trong cái duyên sự hồi nãy mới nói là cái anh chàng này ảnh nhìn cô nàng một cách đắm nhiễm, một cách là thích thú thèm thuồng, khiến cho phiền não dục nó khởi lên ở trong tâm của anh ta, nó bốc nóng anh ta, khiến cho anh ta đó là gì sư thú vị, bồn chồn đứng ngồi không yên, mới định đưa tay ra ôm eo của cô nàng. Thì cái lòng tham nó khởi lên, là nó đốt nóng mình vậy, nó làm cho bồn bồn chồn đứng ngồi không yên vậy, đứng ngồi không yên vậy. Rồi chúng ta mà đọc nhiều câu chuyện ở trong pháp cú này nè, chúng ta thấy có những người khi mà để cho cái lòng tham dục này nó khởi lên thì chẳng những đó là bồn chồn đứng ngồi không yên nè, mà ngủ cũng không được nữa. Và ngủ không được nữa. Quý vị có nhớ cái câu chuyện ông vua Bá Xê Na Đi đã thầm yêu cái người vợ của một chàng thanh niên không? Và rồi để thỏa mãn thì vua đã kêu cái người chồng của cái cô nàng đó đó vào làm ở trong cung đó, để tìm cái cớ chiếm đoạt cái cô kia. Thì mới kêu cái anh chàng này đó là đi đến xứ nọ xứ kia xa xa để tìm sen cái gì nhớ. Thì khi mà anh chàng này đi tìm vậy đó thì đi qua đêm, thì suốt cả đêm đó là vua cứ nhớ đến cô nàng thôi. Thì đó là một cái loại lửa, lửa nó thiêu đốt, nó đốt nóng tâm can của chúng sinh như vậy. Nhưng mà ở đây đó mình hiểu này, Đức Thế Tôn nói đó, không có loại lửa nào sánh bằng lửa tham. Là mình phải hiểu đây là gì, khi nào mà mình còn có tham thì là mình còn sanh ra nè. Thì sanh ra là một loại lửa, mình còn khi mà có sanh ra đó là tất yếu mình có bị già nè, có bị bệnh nè, có bị chết nè. Mà khi sanh ra đó đó, sanh ra đó đó là mình bị lửa gì, lửa nào nữa sư thú gì, lửa củi nè, nó thiêu đốt, nó đốt nóng mình nè, lửa điện nè, nó thiêu đốt đốt nóng mình nè, lửa nguyên tử nó thiêu đốt đốt nóng mình nè, lửa địa ngục nó thiêu đốt đốt nóng mình đó. Do đó cái lửa tham này đó mới là nhất, không có lửa nóng nào mà qua được cái lửa tham này. Và vì còn tham này nè, cho nên đó là dẫn đến một loạt những cái đau khổ khác khác nữa. Đó là một cái hình ảnh so sánh. Trái mặt với tham đó là sân. Tham là sao xin thú vị? Là ôm vô, là mình dính chặt vô cái đối tượng, là mình giữ, là mình thủ. Còn sân, nó thiết đồ sa sa mồ cả lý, không có loại tội lỗi nào, tội ác nào mà sánh bằng sân hận. Vậy thì sân là gì? Sân là mặt trái của tham. Tham thì ôm vô, vậy sân là đẩy ra. Sân là dị ứng nè, sân là dị ứng với đối tượng nè. Sân đó là quý hoại đối tượng nè, hoại đối tượng nè, là triệt tiêu đối tượng nè, là đập đập bỏ, phá vỡ đối tượng. Sân được
Thưa quý vị nghe là sao hôm nay chứng duyên quá, chứng duyên luôn rồi. Rồi chúng ta bước sang cái câu thứ hai. Đức Thế Tôn dạy nắp thiết đô sát sa mô cả lý là không có loại tội nào sánh bằng sự sân hận. À thì sự sân hận là gì? Xin thưa quý vị, tham là mình ôm vô, thì sân hận đó là mình đẩy ra. Sân hận đó là dị ứng nè, là khó chịu nè, là quỷ hoại nè, là đập phá nè, là triệt tiêu đối tượng, làm cho mất đi. Thì đó chính là sân hận. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ trong cuộc đời này tội nào là nặng nhất? Mình là người học Phật nè, thì trong Phật giáo nói ngũ nghịch đại tội đó là tội nặng nhất. Thì ngũ nghịch đại tội đó là tội cha nè, thứ hai là giết mẹ nè, thứ ba là giết A-la-hán nè, thứ tư đó là làm thân Phật chảy máu, và thứ năm đó là chia rẽ tăng. Phải không xin thưa quý vị? Đây là năm trọng tội. Để thực hiện được năm trọng tội này đó thì phải thực hiện bằng cái tâm não. Mình mà không có bực tức, tức tối giận dữ mạnh đó thì không thể nào giết được người. Để giết được người thì đó là do sân tâm bộc phát cực mạnh ác đó, thì mới có thể giết được người. Do sân ác quá đó thì mình mới dẫn đến đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Thì sân ác dẫn đến là mù quáng rồi, cho nên đó là không có biết tội, không biết lỗi là gì nữa đó, thì bây giờ mới gây ra những cái tội lỗi lỗi lầm đó. Những tội lỗi lỗi lầm đó, chứ còn nếu không đó thì là, nếu mà không có dẫn đến sân ác đó thì là khó hay sinh thú dĩa đó, để mà mình có thể đó là phủi bỏ đi cái thâm ân của cha mẹ, khó để mà mình có thể đó là không có thấy ra được người có ân đức và người không có ân đức, để rồi đó mình có thể giết được bậc A-la-hán hay là làm thân Phật chảy máu. Thành ra đó là khi mà sân sanh lên đó, nếu mà mình không có cái khả năng kiềm chế, khống chế và để sân đó nó trở thành là sân ác đó, thì lúc không có cái tội nào mà mình không làm cả, mình có thể từ bỏ được. Nên ở bên Phật giáo Bắc truyền đó mới nói là khi mà một niệm sân khởi đó, thì đốt cả rừng công đức, thì đó mới là một niệm sân khởi thôi. Rồi một niệm sân khởi đó mà mình để nó vậy, mình nuôi dưỡng nó, một niệm đó rồi có niệm thứ hai, có niệm thứ ba, có niệm thứ tư, nhiều niệm cộng lại trở thành là sân ác. Sân ác được hình thành thì khi đó không còn biết đâu là cha, không còn biết đâu là mẹ, không còn biết đâu là thánh nữa. Thành ra đó là có thể gây ra vô vàng tội lỗi. Đó thì nói tóm lại đó là để giết được cha, để giết được mẹ, để giết được bậc lãnh, để làm thân chảy máu thì người đó phải có cái tâm cực ác thì mới làm được. Thì tâm cực ác đó chính là sân tâm hay là sân ác. Và giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, đó chính là những cái tội nặng nhất. Bởi vì sau khi thực hiện cái tội đó phải bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Rồi ở đây Đức Thế Tôn ngài mới nói là không có cái tội lỗi nào mà sánh bằng sân hận. Ở đây mình hiểu đó là phải sân ác ha. Cấp độ này nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó, sân gì buồn bực cũng là sân, lắng sợ hãi cũng là sân, rồi là
tiêu quý diệt này ha. Nãy giờ quý vị nghe, quý vị có đếm không? Như đó là chắc cũng 6-7 lần rồi đó. Ồ, đây là một cái buổi giảng kỷ lục rất bích liên tục. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba là nát thi khan ta samma dukkha. Không có khổ nào bằng khổ quẩn. Thì trước hết chúng tôi xin được hỏi quý vị nè, ngoài quẩn ra có khổ không? Dạ không có. À, ngoài quẩn ra không có khổ. Vậy thì quẩn đó, quẩn ở đây đó mình hiểu là rồi chúng tôi mới rớt nét. Mới báo cho biết đó là reconnecting là kết nối trở lại. Và thành ra xin được hỏi quý vị, quý vị chúng ta nghe lại được chưa? Alo 123. Alo quý vị nghe lại được chưa? Dạ dạ rồi chúng ta tiếp. Té liên tục luôn. Chắc là hôm nay chúng tôi đi ở trên đường sình hay gì đó, sình trơn trượt cũng lên té hoài luôn. Ồ, khổ đế, khổ đế, khổ đế. Dạ. Dạ rồi chúng ta tiếp tục xin thưa quý vị. Chỉ có chúng sinh thì mới được gọi là quẩn. Bởi vì ở trong kinh Tương Ngân đó, Thánh Ni Quá Chi Ra nói đó là quẩn quy tụ thông tục gọi chúng sinh để trả lời cho ông Ma Vương đó, xin thưa quý vị. Quẩn quy tụ thông tục gọi chúng sinh. Cho nên quẩn là chúng sinh. Và chỉ có chúng sinh đó mới khổ. Cái mà phi chúng sinh đó là không có khổ. Phi chúng sinh như cây cối, đất đai, sông ngòi, nhà cửa nè, chén bát muỗng nĩa nè, mùng mền chiếu cối vân vân, những cái đó gọi là phi chúng sinh. Thì phi chúng sinh đó đó là không có khổ. Vậy thì khổ ở đây đó mình hiểu là gì? Khổ ở đây có ba, xin thưa quý vị. Khổ khổ nè, hoại khổ này là già hành khổ. Thì xin thưa quý vị đó, pháp hữu vi đó là có hành khổ. Hành khổ tức là có sự sanh ra và diệt mất đi. Để sanh ra tùy thuộc vào điều kiện, diệt mất đi tùy thuộc vào điều kiện. Thì cây cối sanh ra nó cũng có điều kiện, nó diệt mất đi nó cũng có điều kiện. Như vậy đó là cây cối, sông ngòi, tất cả ở trên cuộc đời này đều có hành khổ. Nhưng mà chỉ có chúng sinh thì mới có khổ khổ và hoại khổ. Hoại khổ là cái sự an lạc bị mất đi, đó gọi là hoại khổ. Khổ khổ đó tức là khổ của thân và khổ. Của tâm. Thân thức. Tâm thọ u cái đó khổ thì chỉ chúng sinh tạo lại cái này tự nào nhé.
Ôi trời, té đâu mà té dữ vậy ha. Trời ơi, cái này mà chúng tôi té mà lùm cùng ngồi dậy là nãy giờ cũng mệt luôn đó, xin thú vị. Trời ơi. À, gì nó tóm lại đó là khi mà chúng ta còn tồn tại nè, dù tồn tại trong cái hình thức là nhất quẩn hay là tứ quẩn hay là ngũ quẩn đi nữa đó, thì chúng ta cũng vẫn cứ bị cái loại khổ sanh nè, khổ già nè, khổ bệnh nè, khổ chết nè. Rồi khổ là gì? Thương phải xa nè, ghét phải gần nè, cầu không được. Chúng ta bị những cái loại khổ đó rồi. Còn nếu mà không có quẩn thì chúng ta sẽ không có bị những cái loại khổ đó. Và vì do tại sao mà chúng ta còn có quẩn sinh thú gì còn tồn tại còn hiện hữu này nè, là vì do còn tham còn sân. Thì bây giờ đó chúng ta hiểu rõ vậy, chúng ta biết rõ vậy, bây giờ ráng cố gắng tu tập như thế nào đó đó. Có nhiều phương pháp, chúng ta tu tập 37 pháp giác ngộ nè, hoặc là trong 37 pháp giác ngộ đó tùy theo căn cơ duyên tánh của chúng ta phù hợp thích hợp với một pháp môn nào trong 37 pháp giác ngộ đó, chúng ta cố gắng phát triển tu để không còn tham không còn sân. Thì khi nào mà không còn tham không còn sân thì tất yếu sau khi thân hoại mạng chung mình sẽ không còn trở lại nữa, trở lại trạng thái này nữa. Tức có nghĩa đó là các quẩn này không còn tiếp nối được hình thành. Mà khi các quẩn này tiếp nối không còn được hình thành thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, lúc đó mình có còn bị khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết nữa không? Không. Đó chính là Sam ti pa rằng su khăn, là sự an lạc tịch tịnh, là sự an lạc vắng lặng. Vậy muốn vậy tất cả chúng ta cùng ráng tu hay xin thú vị tu để từ tham, để từ bỏ sân, từ bỏ đến một lúc nào đó đó hội đủ duyên lành thì tất cả chúng ta đều được chứng thánh, tất cả chúng ta đều chứng đắc được niết bàn và đạt đến trạng thái vô dư ý niết bàn. Thì lúc đó đó tất cả chúng ta đều không còn bị một cái loại khổ nào nữa. Nãy giờ đó là mình bị khổ cũng hơi nhiều nhiều rồi đó, thì rút kinh nghiệm vì mình còn thân ngũ quẩn này nè, cho nên mình mới bị khổ vậy đó. Chứ nếu mà mình không còn cái thân ngũ quẩn vậy đó, nãy giờ mình đâu có phải ngồi đây, mà mình không có ngồi đây đó thì mình đâu có bị cái kiểu mà nét nó rớt lên rớt xuống vậy. Mình không có còn ngồi đây thì giống như cái kiểu là chúng tôi đâu có phải ra là té xuống lùm cùng ngồi dậy, té xuống lùm cùng ngồi dậy nãy giờ hoài vậy. Quý vị thấy vậy mình có chán sao, quý vị có nản không? Ai mà thấy chán, ai mà thấy nản ha, thì người đó đó là phải cố gắng tinh tấn siêng năng hơn nữa tu tập đó, để đời sau kiếp khác mình đừng như vậy. Chứ còn đó mà mình không có thấy chán, không có thấy nản đó, thì lúc đó đó mình nghĩ là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, mình xem như đó cái khổ này là bình thường, thì là xin thưa quý vị đường đến niết bàn xa vời vợi đó. Mỗi mỗi cái khổ, dù cho khổ nhỏ hay là khổ to, nó sanh lên mình cũng đều phải có cái sự sợ hãi chán chường đối với nó, thì lúc đó đó mình mới cố gắng tinh tấn siêng năng bản thân của mình à, cam tâm tự nguyện từ bỏ tham, từ bỏ sân. Thì ước mong qua cái thời pháp này ít nhiều bà con chư Phật tử chúng ta cũng có chút chút vậy đó, sợ hãi khi nào còn có sự hiện hữu tồn tại này, để từ đó đó mà chúng ta cố gắng siêng năng nhiều hơn nữa trong việc tạo dựng các thiện pháp. Các thiện pháp này mục đích đó, để từ bỏ tham, dạ